nói với con là vậy là chú nói không đúng rồi, chú nói vợ bỏ đi lên đi làm xa. Bà con nó mới đâu bỏ chung giống bây giờ xác minh vô giọng rồi có xong mà chung nhà bà tôi ông đừng nói vậy ông nói đó rồi chú hỏi nó coi tôi nó kêu bằng gì bằng cha như gì con kêu người này bằng gì chú 61 tuổi mà sao có con 5 tuổi đã chú nói thiệt không biết vợ tôi đụng có bốn mấy à ông nói đừng nó bắt đang nó thằng con tôi đụng anh nó là ông nói vậy vô tình bắt gặp được một hình ảnh là một người đàn ông đẩy theo một cái chiếc xe và trên đó điều đặc biệt là có một cái cậu bé còn rất là nhỏ thì không biết là như thế nào mà đang thấy thì đi lụm ve chai cả nhà đó không biết là ông cháu hay là cha con nữa nhưng mà thấy người đàn ông này thì cũng khá là lớn tuổi rồi cả nhà. Bây giờ thì anh em đang cũng sẽ tiếp cận xem coi hai người này đi lụm ve chai mà như thế nào mà lại chở đi theo một cái đứa bé ở trên một cái xe nhỏ như thế này nha cả nhà. Bây giờ thì mời cả nhà cùng đồng hành video này với Đăng nha. Bây giờ thì đang sẽ cố gắng tiếp cận nha cả nhà. Rồi xem cho chú này đi đâu. Chú ơi. Chú làm ve chai hả? Ừ. Này là ai của chú? Hả? Nhóc này là ai? Con của chú hả? Ừ. À. Con gột hả? Rồi mẹ con bé đâu? À, đi rồi dụng. Rồi giờ dẫn đi làm với trai vậy đó hả? Ừ, sao trời, không có ai giữ tới đâu. Trời ơi, rồi sớm giờ lụm được nhiêu đây hả? Ừ, sớm trời có nhiêu này, đụng chống. Kiếm chỗ nào mát mát nữa con trò chuyện chú xíu đi. Đứng nhà trọ nữa, đụng, ở nữa chú ơi. Đậu sát vô đây đi chú. Đậu sát đây đi. Đậu sát đây cho nó mát mát đi chú. Chú năm nay nhiêu tuổi rồi? Sáu. 61 rồi. 61 tuổi rồi. Dạ. 61 tuổi sao con chú nhỏ vậy? Có vợ trẻ. Có vợ trẻ hả? Dạ. Thì vợ sao nãy chú kể vợ sao? Vợ rồi nó đi mệt rồi không ở chảnh không nó có chồng có con nó làm tôi không có biết mẹ. Dạ. Giờ lo hàng ngày vậy hả? Còn mướn nhà trọ động mà ở tháng 500. Dạ. Rồi đồng hồ tính rồi kiếm tiền cho anh ăn đi học nhiêu đây sao đủ mướn nhà trọ ở đâu biết chợ có cò chợ củ cò hả từ đây dưới sao xa chứ là từ hàng ngày là đi lụm ve chai vòng trên đường vậy hả ừ vậy nữa đi về dọc vậy về thì đang đi về ha giờ về ở mà cũng bán rồi bán mua gạo ở hai cha con nấu cơm mà ăn như này ngày lụm được nhiêu ve chai hả vậy con trai à. Con trai ơi ông ơi tôi chưa có tiền mà cho vô mẫu giáo chú ơi chú đứng lại xếp đây đứng gần bé đi nó 5 tuổi hả dạ chú 61 tuổi mà sao có con 5 tuổi đã chú nói thiệt không biết vợ tôi đụng có bốn mấy á vợ chú nhiêu tuổi 45 rồi đó vợ chú 45 tuổi vậy là nó 5 tuổi hả? Vậy là 40 tuổi là đẻ hả? Vậy chứ sao? Con vợ trẻ rồi, con nó còn nhỏ vậy sao? Đó rồi, chú hỏi nó coi tôi nó kêu bằng gì? Bằng cha chứ gì? Con kêu người này bằng gì? Cha. Đó, thấy bằng cha đó. Cha con thiệt không? Hả? Đó, nó giặt đầu rồi đó. Phải không á, không phải. Là ốc lụm mày á. Phải không con? Ở đây coi, ở đây chú hỏi nè. Sao vậy? Đàng hoàng, chú hỏi. Con mở nón rồi. Con mở nón rồi. Đẹp trai mà. Nó cỡ. Hồi nãy thấy lanh lắm mà, lụm ve chai rồi nhiều lắm mà, sao vậy? Đẹp trai mà. Nó cỡ rồi chú ơi. Lạ. Rồi chú lụm ngày được nhiêu tiền? Trời, nhiêu nè. Nhiêu là bán được nhiêu tiền chứ? Nhiêu chứ làm sao giờ cũng mời kiếm thêm mời kiếm dậy giường gom đợi mình bắt là một ngày là chú làm được bao nhiêu tiền nhiêu đây nè nhiêu đây là bao nhiêu chú 40-50 ngàn là chiếc xe như chai này ha rồi vợ ở chợ thì sao chú kể lại coi rồi nhưng mà nó đi giúp nó việc nhà trong ta thì nó có chồng ở chợ nó làm cái đồ nó không biết đâu
đó vợ lo đó. À, vợ đi cách đây bao lâu rồi? Lâu rồi. Lâu là bao lâu? Năm, hai năm về rồi. Tôi không hỏi nghe tin tức gì hết trời. Hai năm rồi. Vậy là lúc thằng bé này được 3 tuổi là vợ đi rồi? Hai tuổi. Hai tuổi. Rồi tôi nuôi nó giết tụng rồi giờ tới 5 tuổi nè. Bà đụng mà ở cũng mới có tiền đâu mà muốn cho đi học mẫu giáo. Mấy mẹ không? Mà đi ở chỗ này chú biết tin tức vợ chỗ nào không? Không luôn. Có biết vợ có người mới hay là sao không? Không. Nó đi giúp bọn mình giật nhà đó rồi. Nó ở chỗ luôn. Nó làm chỗ luôn. Ờ. Rồi ngày trước đi làm dây chai từ đâu tới đâu? Ra Phát Trung. Ra cầu vượt đó trở lại. Lên chợ đầu mối. Chợ đầu mối xin dưới đây phải không? Ừ, trốt chợ, trốt trên chợ đầu mối ở trên đàn xanh đàn đỏ không? Ờ. Mỹ Long, Mỹ Hiệp á. Ờ. Đi dài dài á. Là đẩy với xe vậy không hả? Ờ. Này nè, lụm cái thứ này nè. Ngày bán được 40 ngàn. À. Có bữa nào lụm nhiều hơn hết hơn gì không? Có bữa thì nhiều hơn 50. Ờ. Rồi, giờ đóng hai cho con lụm nó sống. Ờ. Rồi mấy ngày mới bán một ngày hay sao? Thì ngày nào đúng không? Đem về giao cho vừa chứ không. Cái đâu có là chỗ đâu mà chất trùm hơn cho nó nhiều cho nó dư được. Ở nhà chỗ đó 1 tháng 500 ngàn hả? 500. Ờ. Trời ơi, rồi sao chú không để nó ở nhà đi mà nhà. Mà dắt nó heo tội vậy? Có ai giữ nó đâu. Khổ lắm rồi. Không ai giữ hết hả? Không. Là đây con trai. Con tên gì? Minh ạ, tên Minh, Minh ạ. Tên Minh ha, chú tên gì? Tôi tên Lâm. À, chú Lâm. Nè, cái đằng quán đằng đụng ở cho. Có hai cha con ở với nhau thôi. À, cho nước nè, rồi dùng nước đá nè. Đem phích theo đằng là đựng nước uống. À. À, có bà con gì không chú? Bà con đâu, vợ không có ai đâu, bà con. Rồi có ở nhà lũ tuổi có hai cha con ở nhà trọ vậy thôi hả? À. Trời ơi. Bây giờ là chú đi là chú phải chở theo đó. Bỏ nó ở nhà thì không ai coi hết. Không ai coi. Mình không có gỡ đồ hàng xóm đó gần không hả? Nó không chịu. Nó không chịu. Rồi sao chú, con thấy sao chú không để trên chiếc xe không đa á, mình cháy, mình lấy mình đi cho nó nhanh. Trời ơi, cho nó không có nè chú ơi, cũng không phải có à nói gì. Phải có cái xe ông ta cũ cũ năm bưng được. Trời ơi, nó tôi vọng theo rồi kéo. Không có xe ông ta luôn, không có xe đạp luôn. Không có cái gì kéo gì. Rồi từ lúc bà vợ bỏ đi tới giờ thì mấy cha con sống vậy đó hả? Ừ, hai cha con sống hoài chơi. Ừ. Rồi trước thì chú làm gì? Trước mà lúc còn vợ á. Rồi làm lục bình, hơi lục bình. À. Rồi ngủ mà hết lục bình thì nó chán rụng mà nó đi mạnh nó chảnh rụng. Có vậy dọc vậy chảnh làm cái rụng. Tôi có lên chảnh không biết. À. Bây giờ cũng mà mình không có biết cái điểm của nó ở người sao mà tìm được. À. Thôi hai cha con ở dưới này. À. Bận xe kéo người ta nè. Bận có ai? Bận có ai? Bận cái vật liệu. Bận có xe bên vật liệu á mình vật liệu mới mua cái đồ này phải không? Ừ. Cái tôi cũng hối tiền đúng mà mua cái loại này. Loại này nó giờ có 2 triệu, 2 triệu mấy rồi chứ. Dạ. Thì chống phải quay dài tới vậy. Dạ. Cô gần đây cô có thấy chú này hay đi qua đây em cô? Thường hả? Em biết, em biết. Bả đi bán với số vậy đó. Còn à. Tôi không có tiền, phải có tiền đi. Bán với số, còn bán cũng có tiền. Chú thấy bán với số hay là lụm dây chai cái nào im hơn? Thì đúng cái gì làm mấy ngày chú ạ. Không mấy lụm, không mấy mình lụm dây chai gì rồi mình bán thêm giấy số kiếm thêm. Không có tiền chứ phải có tiền tôi lãnh động 100 tấn tôi bán cái mẹ lụm này. Là hàng ngày là đi bộ là khoảng bao nhiêu cây số? Trời ơi đi hoài vậy thôi. Mệt mình đi. Khỏe thì không đi rồi tới vậy. À, con không tin luôn á trời, con không tin là chú 61 tuổi mà có đứa con nhỏ vậy luôn á. Trời ơi, mà hỏi dụng cái bài trong quá thôi, còn con bao nhiêu? Bà chủ quán này nè. Tôi tưởng mẹo đó, không tính đi. Tôi tưởng mẹo? Ờ, tôi tưởng mẹo đó. Không tính đi, đúng rồi, hằng ngày giữa làm còn nhỏ đây chứ, lớn sao. Bị tôi có vợ trễ mà. Qua đây con chú biểu coi. Ai ngủ mà nó lớn, chú chị, trời ơi. Chị biết chú này không? Khổ vậy lắm. Ông nói nhà ông cò đó. Ra vào đó rồi, tôi ra đó rồi. Nhà ông trong này nè,
thấy nó giờ ổng thấy nó đường đường. Ừ, ổng mở túi đi hết rau rác rồi tùm lum nha. Mấy năm trước rồi đụng họ vợ tôi đụng qua nó không có không có đi giúp việc nhà người ta thì họ nó hay rau rác rồi bán. Ông ở Cúc Tà. Ừ. Quê ông Cúc Tà chứ vợ ông trong nhà nghèo nghèo bự lắm ông ơi, vợ ông nghèo vợ ông giặt đồ. Dạ tôi thấy cô biết sao cô nói cho tôi nghe cô cỏ cỏ. Đây giờ là vợ ông là tụi chị tư tâm ở trong coi cái này nè, vợ ông hơi đợt đờ mà ông thì khùng khùng đó rồi bà ông thì cũng không được bình tĩnh gì mấy. Dạ. Rồi sáng đi lụm da chai rồi tôi biết nè. Và bên vợ nghèo lắm chứ không phải vậy. Không có rồi bà vợ cất cho cái nhà nhỏ. Đó rồi ở chung này nha. Ấp 3. Ở gần đây ha. Ờ ở trong ngọn con chút xíu nè. Ổng mới đợt đầu ổng không có bình tĩnh. Rồi khờ khờ hết trơn hà. Dạ, chú này là cũng không được bình tĩnh luôn. Không không được bình tĩnh luôn. Vợ cũng bị khờ luôn. Vợ khờ không biết cái gì tiền bạc gì hết. Dạ. Rồi khờ khờ. Rồi, đứa nhỏ này phải con không? Con ổng. Chính xác luôn, con ổng tôi biết mà. Dạ. Bị vợ của bà và vợ ổng là với tôi cũng sớm nghiền tôi cũng biết. Dạ. Đó giờ chú ổng hộn nói vậy hộn nói khác. Đâu nghe hôm nay mà người ta đi đường người ta cũng cho ổng khi người cho 150. Ừ. Bây giờ là vợ còn ở nhà hay là vợ ở nhà chẳng mắt đi thấy rau ừ. Thấy rau ra gác bán đâu đi ra đâu nó ở đâu ở à ông cũng vậy vậy ông có tài gì đâu ông nói gì ta vậy là chú Lâm này là tinh thần không được tỉnh táo ha lúc nói cái kiểu này lúc này nói kiểu khác ha không có tỉnh táo dạ. Đó hỏi bà bán cái số này coi tôi mua nó láo không đúng mà đâu không đúng bà ông nói nhà ông ở đây mà ông nói đi cổ cò bên ông ở cổ cò khác rồi quê là nhà ông ở đây trời ơi tôi nói ông gà mạnh thần quân người ta đi tới nhà bên vợ của ông ở các nhà cho ông nói ông cổ cò ai em đi không cổ cò cổ cò ông ai biết chỗ nào mình kiếm ông thì ra vợ ông ở đâu ở đây nè chúng mày xe nè rễ bà tư tâm cái nào ông hụ ông ấp ba nè rễ của bà tư tâm á biết không cháu vợ của ba thêm này nè vậy đổ được nó thằng nhỏ này hả ừ có thằng một đó này, chị tư á chị thấy con nhỏ kia khật khờ nên chị mới gả cho ông này kiếm đứa con nữa sao con nuôi coi giờ nuôi bán thân cho bả chứ không phải là cái gì là sau này chú Lâm này mới có vợ hay có vợ sau này ha không biết có vợ chú hay không tôi không biết nhưng mà thấy chị tư tôi chỉ gả cho ông này đó bị nhỏ này đó khật khờ. Vậy là bên vợ là bên bà con của cô? Không có bà con, sớm. Sớm ghiền. Sớm thôi. Ừ. Sớm ghiền chứ không có bà con lục thịt gì hết trơn. Bà tối sao tôi nói vậy? Đó là người này, hôm nay người này cho gạo, người kia cho gạo, nhà nước cho gạo, hai chồng ăn. Rồi chị Tư lắm khi chị Tư, thiếu chị Tư cũng lo đó. Dạ. Vậy là nhà dưới này nhà hộ nghèo rồi hay sao? Hộ nghèo, chắc là ông này là hộ nghèo rồi, bị gì tôi không có gần đó. Tôi biết chỉ biết gà bên vợ của ổng vậy thôi. Rồi tôi hôm đó tôi cái năm mà gả cho ổng đó hen. Yeah. Tôi mới hỏi chị Tư, ủa bà gả con nhỏ đó trai. Nó gả cho ổng đó tôi thấy tôi biết ông đi. Ai kêu diện mặn ấy. Sao ông nói vậy? Ông mà hồn. Tôi nó hồi nãy chú nói với con là chị là chú nói không đúng rồi, chú nói vợ bỏ đi lên đi làm xa. Bà con không có đi đâu. Bà trong giỏng bây giờ xác minh vô giỏng có sao mà. Trong nhà bà tôi tao. Ông đừng nói vậy. Ông nói đó không có nhà trong. Người ta giúp đỡ cho ông nha. Thôi không nói. Nó đi rồi mà thằng cha. Cái gì? Nó nghe bà con nha. Bà con. Người ta cũng dẫn giúp bà. Đi đâu đó? Bà khờ bà đi đâu? Bà đi bắt đường về đâu? Bà không biết đường về luôn. Cái mặt trời giờ là bà không biết đường vô nhà luôn đó. Tức là vợ của chú này ở nhà khờ dữ lắm á khờ. Hồi tôi biết nó hồn nó bao nhiêu đây nha. Tới nó lớn lên á. Dạ. Vậy vì vườn đất của tôi với đất của bà chị Tư đó. Bằng đây này đó. Đụng mà nó cũng như nó cực khục vậy đó ông ơi. Dạ. Nó là khùng khờ thôi. Ừ. Trời cũng như cũng cái này không có cái gì ấp cũng được không ông ơi. Từ tôi biết nhỏ đó từ hồi nhỏ tới lớn lận. Bởi vì nãy con hỏi cô là cô không dám nói ha. Ừ.
công đã quýnh. Được rồi. Bà kêu tôi định nói vô, công đã quýnh bà lắm, bà đã sao rồi. Ủa rồi, nói, để cho bà nói đó, tôi mới vô nói luôn. Có sao nói vậy chứ. Cái này là con đang tìm hiểu, con đang tìm hiểu hoàn cảnh của ông chú này như thế nào để con, ví dụ như con đăng lên mạng á, ví dụ như mình đang giúp được cái gì thì giúp đỡ cái đó, chứ thấy đi làm như trai ở ngoài tội quá. Tôi không có dùng trật trật. Ông ngoại vợ tôi thì nó tâm. Dạ, vậy tôi vô nhà rút đi. Dạ rồi, cảm ơn cô nhiều nha. Dạ, cảm ơn cô nhiều nha. Tôi nói vậy đó. Dạ, dạ, dạ. Vợ ổng hồi còn nhỏ phải lớn. Dạ, dạ. Đó, cái ông vậy. Rồi giờ nãy giờ cô nói vậy đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nó là cũng thật thùng rồi, nhưng mà như tôi vậy đó, ông ngoại cậu. Ông ba. Bà vợ là bà. Người ta cũng giúp đỡ rồi, cái khiên gạo thóc. Rồi nhà, nhà ở dưới là nhà của mình hay là nhà trọ? Thì nhà bây giờ thì nhà của tôi. Ừ. Mấy ông nội mà cất. À. Là bên đó. Nhà nước cho hả? Ừ. À, nhà nước cho vậy là nhà hộ nghèo rồi. Hộ nghèo. Mà lót gạch tàu. Lót gạch tàu đàng hoàng. Dạ. Nhưng mà đụng mà không có tiền bạc trên thì đụng mà nó đi mạnh nó muốn là nếu vậy có. Nếu vậy sao không cho thằng nhỏ này đi học đi mà chú dắt theo nó làm chi, có vợ nhà coi mà. Có tiền ở đâu mà cho đi học. Không có đóng tiền trường rồi sao học? Ai mà chế học mẫu giáo đâu có nhiêu tiền đâu, có hộ nghèo người ta không giảm, hộ nghèo người ta cũng đâu có tiền gì đâu, giảm ba cái gì chưa được, có giảm hết trơn toàn bộ mẫu giáo mới một thì giảm toàn bộ, sửa đường này nọ mình đâu có được, cho đi học để không biết chữ tội nghiệp nó chứ chú dẫn nó đi nắng nôi này. Có hộ nghèo là không có tốn tiền nhiêu chứ, chỉ tốn tiền ăn uống quần áo sách vở đó thôi đó, đó. Còn tiền trường là không có tốn gì hết trơn á, bởi vậy không có tiền đó là thành ra thôi cho bỏ giáo rồi à. Bây giờ nhà chú ở đâu chú nói lại rõ ràng ơi, địa chỉ ở đâu này nè, ở trong ngộ cái đường là bây giờ chú chỉ con biết đi, con không phải ở đây chú chỉ vậy, con không biết bây giờ địa chỉ ở đâu này, ở trong số mấy đó, số mấy đất làng đó, ở trong ấp ba bốn trong đó này, ấp bốn đã trên này ông ơi, ấp ba gì cô, ấp ba xã gì? Tân ấp ba xã Tân Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đúng không? Ừ, đúng rồi. Rồi để cơ có gì con lên xã con xác minh như thế nào. Ừ, đó. Nha. Rồi bây giờ trước mắt con gặp nhờ chú với con bé đây con gửi cho chú. Chứ bà Tư Tâm. Rồi rồi. Thì trước mắt này bây giờ con gửi cho chú một ít tiền. Dạ. Để chú mua đồ ăn rồi ha. Dạ. Rồi sau đó con lên xã. Thì con xác minh như thế nào? Đúng rồi. Rồi có gì vậy? Con tìm xuống chú. Chú có số điện thoại không? Không. Không có, không có xài điện thoại luôn hả? Không. Có chị, có chị vợ này, này nha, chị vợ dạ. Này nè. Nè tôi hỏi ông nè, cái tài niệm nhôm đó không? 200. Biết tiền hả? Biết chứ. Vậy là bình thường làm sao mà cô hỏi chú biết tờ này không? Không, tưng mình hỏi tao không biết ý chứ. Trời ơi. Trời không biết tiền ha. Dạ rồi nè, gọi dạ. Chú nè. 200 nha. Dạ. 200 mà tôi không biết, trời đất trời. Giờ này là chuẩn bị đi về nhà đó hả? Dạ. À, sáng giờ đi từ lúc mấy giờ? Trời ơi, đừng mà 6 giờ, 7 giờ gì luôn hả? Tôi về tôi giao là cho con Kiều dưới này, dưới vựa này. Ừ. Là đây biểu ơi con trai. Rồi, cảm ơn nha. Biểu ơi. Biểu ơi. Là đi chú Biểu ơi. Này sao vậy? Sao vậy? Hả? Sao vậy con? Biểu ông ẩm con lên, ừ. Người ta quay. Sao vậy? Nãy giờ sao trốn như vậy hả? Lên nè. Ừ. Sao vậy con? Nó thường nó mới sợ người lạ vậy không? Có chứ. Đó bụng. À, đó bụng ha. Sớm giờ chưa ăn gì hết á. Chưa. Ừ. Đó bụng nó ăn. Rồi bữa nào đi cũng chở nó theo vậy hết. Rồi mưa gió thì sao? Mưa gió thì vô mấy cái đó đó. À. Mấy cái máy hiên của người ta đó. À. Đậu xe ở ngoài hai cha con vô đó. Dạ. Bớt mưa thì đúng rồi đi ra. Hết mưa thì hai cha con đụng rồi đi ra đẩy gì á. Đói bụng không con? Nó tên gì mà quên chú Minh hả? Minh. Minh à. Đói bụng không con? Đói bụng không? Đói bụng không? Chú đâu làm gì đâu con sợ dữ gì vậy? Đói bụng không? Đói bụng không? Đói bụng không? Đụng rồi chung qua cơm cho ăn kìa. Hả? Thôi thì có gì con liên hệ lại chú sau nha. Đúng rồi. Rồi. Đi cũng khỏe nha. Dạ dạ. Coi cho con bé đi học đi, đâu có tốn tiền bao nhiêu đâu để đi theo tội nghiệp đó chú ơi. Tập dở đồ chứ. Quần áo nó không có tiền. Dạ.
Rồi thì hoàn cảnh này như vậy cả nhà, thì chia sẻ cho cả nhà xem như vậy thì chăm gì cho nó uống sữa rồi cái con người ta đừng đi học mà uống sữa này không có sao được. Dạ. Không phải mình cấp sữa đâu, cắt cái không tiền. Tại con thấy nó đi theo nắng nôi mưa gió rồi tội quá trời tội ngồi gì cả nhà, còn hay ngồi trên xe vậy đó hả? Tối ngày thì đó, cái tuổi này là tuổi đi học chứ không phải là tuổi ở đi ngoài đường như vậy. Tối cần nhìn khác cũng không gắn gì theo tôi đó. Tôi nhận là nó nhận nước thì ta cho anh cho nước mà. Ông ơi, nhà ông ăn ông nó nhận hoài. Ăn tôi nó bắt ra hết đai nó nhận hoài. Không có cái chuyện thằng con tôi đúng không? Nó là không có nhà ông ăn hết. Ông đừng nói vậy, em người ta. Ừ. Tôi không có ăn. Thêm này vô cái này cái gì tay vô nữa, thêm dầu vô mập. Không có thì nói không có thôi, ông đừng nói vậy. Trời ơi, đồn cho ông hơn cái đó nữa. Ông đừng nói mà, tháng ông đừng nói vậy. Tôi nói rồi là ông, nó ở đường nhận, còn tôi thì làm tôi cũng ăn, chán mặt chán rồi.